Wow, khu rừng đang cháy rất là nhiều, khủng long phải chạy thoát loạn luôn. Wow, sống rất là hỗn loạn nha. Đây chúng ta đang có gì đây? Stegosaurus. Wow, tiếp theo là Triceratops, nó đang đứng trước một cánh cổng. Wow, Jurassic Park. Nó đang ở đây làm cái gì đây? Wow, một con khủng long đang cho nó một ổ bánh mì các bạn. Wow, con khủng long này có đồ ăn và muốn chia sẻ lại cho những cái con khủng long này để có thể ăn được nha. Wow, tất cả những con khủng long đang bu lại để ăn lên. Wow, ở đây chúng ta đang có một con khủng long T-Rex màu đỏ, nó đang dòm ngó về phía của những con khủng long đang ăn bánh mì nha. Wow, và nó quyết định là sẽ tấn công những con khủng long. Wow, nó tấn công những con khủng long rồi nó sẽ cướp lấy ổ bánh mì nó ăn kìa. Wow, lúc này thì con khủng long hồi nãy đã xuất hiện và hai con đang đi gõ với nhau và tấn công nhau các bạn ơi. Khủng long rất là nguy luôn. Wow, khủng long màu đỏ đang bị đánh theo bờ, nó đá cái răng bút chỉ luôn. Wow, khủng long màu đỏ nghĩ là mình lớn cho nên là cố gắng cướp đồ ăn nhưng mà không thành rồi, bị con khủng long kia đánh một cái bay luôn. Wow, quá là mạnh luôn nha. Wow, tất cả những con khủng long đã có thể khỏe trở lại và tiếp tục ăn các bạn ơi. Con khủng long thật là tốt bụng. Hi, xin chào các bạn ơi. Đây, chúng ta đang có rất là nhiều đồ chơi các bạn. Hey, một con gà các bạn ơi, Chica. Hey. Gà này màu vàng nha các bạn. Wow, nó đang cầm cho ta là một cái gì đây? À, một cái hộp sọ các bạn ơi. Wow, rất là đáng sợ luôn nha. À, còn này là chim Opila các bạn ơi. Where am I going? Watch out for the holes, watch out for the vents. I do not go in vents, I am not an imposter. Con chim này màu hồng nha các bạn, nó có hai cánh màu tím nha. Cái chân với cái mỏ nó màu vàng nè. Wow, trông rất là đẹp các bạn. Đấy. Còn đây là gì đây? Một chú gấu. Document results. Chú gấu này trong Sister Location các bạn ơi. Wow, chú gấu này đang cầm một cái micro đang hát hò nè các bạn ơi. Trên đầu đang đội một cái nón màu đen nữa. Hey, chú gấu rất là dễ thương luôn. À, đây là gì đây? Một anh chàng hút nha các bạn ơi, người khổng lồ xanh đó. Bụng sáu múi, cơ bắp thì cuồn cuộn đó các bạn ơi, đấm một cái là xỉu luôn nha. À, cực kỳ là dữ dằn luôn. Đây là gì đây? Một anh chàng Superman đang bay các bạn ơi. Anh chàng này có một cái áo choàng màu đỏ đó các bạn. Wow, ta đang bay rất là đã luôn nha. Wow, nhìn xỉn chưa. Còn đây gì đây? Một chú hề các bạn ơi. Đấy, chú hề này màu trắng nha, đang đội trên đầu là một cái nón. Cái nón khá là nhỏ các bạn ơi. À, trông cực kỳ là ghê luôn. Wow, nhìn dữ dằn chứ kìa. À, đây là gì đây? Triple Serum Man.
Chàng này là người loa các bạn ơi, trên đầu tới tận là ba cái loa luôn. Đấy, mặc cái áo màu đỏ các bạn ơi, có thêm một cái súng nữa nè. Wow, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Đây, là gì đây, một con khủng long Therizinosaurus màu xanh lá cây các bạn ơi. Hàm răng của nó kìa rất là ghê luôn. Và trên lưng của nó cực kỳ là nhiều những cái gai các bạn ơi. Wow, này có một cái nút bấm đó các bạn ơi, giúp cho cái đầu nó có thể gật gật nè. Rất là đáng yêu luôn các bạn ơi. Còn đây là gì đây, một anh chàng Black Panther người báo đen các bạn ơi. Full màu đen luôn các bạn, trông cực kỳ là xịn sò luôn nha. Wow, nhìn đã chưa. Đây là một anh chàng Captain America màu xanh dương các bạn ơi. Ta có một hình ngôi sao mà trắng ngay trước ngực các bạn, trông cực kỳ là ngầu luôn nha. Ấy là một người đội trưởng, ta cực kỳ là thông minh luôn các bạn ơi, quá là đã luôn. Còn đây là gì đây, một con khủng long T-Rex, bạn khủng long bạo chúa màu đỏ nha. Wow. Hàm răng của nó cực kỳ sắc nhọn luôn kìa. Nó chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi, nhờ hai cái chân sau các bạn ơi, cơ bắp của nó cuồn cuộn luôn. Còn đây là một con long Stegosaurus bạn ơi. Con long này mà xanh lá cây nha, trên lưng của nó rất là nhiều những cái vảy các bạn ơi, cái vảy này nhọn lắm, giúp cho nó tăng khả năng phòng thủ rất là tốt nha các bạn. Đây mình có thêm gì đây, một chiếc siêu xe màu vàng các bạn ơi. Chiếc xe này không có kính nha các bạn. Wow, chiếc xe này rất là mát mẻ các bạn ơi, chạy gió phà luôn. Rất là phơi các bạn. Đây là thêm gì đây, Rainbow Fendrin. Một con quái vật màu xanh lá cây các bạn ơi, nó có hai con mắt màu đen nha, đang lòi ra ngoài các bạn, nó đang vẫy tay xin chào nó kìa. Wow, rất là thân thiện luôn. Đây có thêm gì đây, một con khủng long Triceratops ba sừng các bạn ơi. Nó có hai cái sừng khá là dài nè các bạn, với là một cái sừng ngay trước mũi nha. Wow, con khủng long màu đỏ nha các bạn ơi, trông cực kỳ là ngầu luôn. Còn đây thì đây, một cô bé nè các bạn ơi. Cô bé này hả thì đang có mái tóc màu cam các bạn ơi, cột tóc của hai bên đó là trông rất là đáng yêu, nhưng mà sao cái mặt thì đáng sợ quá. Đang mặc bộ đồ màu đỏ các bạn ơi, trời ơi rất là ghê luôn. Đây thêm như đây một anh chàng Batman người dê phiên bản màu xanh các bạn ơi. Có một hình con dơi màu đen ở trước ngực các bạn ơi, trông cực kỳ là ngầu luôn nha. Wow, nhìn đã chưa, rất là thích luôn. Đây là mình có một chiếc siêu xe các bạn ơi. Xe này có hai màu nha. Chiếc xe này có màu vàng các bạn ơi. Wow, nó có hai cửa và bốn bánh các bạn. Wow, nhìn cực kỳ là ngầu luôn. Wow, quá là đẹp các bạn ơi, chiếc xe này chạy rất là nhanh luôn nha. Đây là một con khủng long Stegosaurus màu đỏ các bạn ơi. Trên lưng của nó rất là nhiều những cái vảy các bạn ơi. Ở cái vảy này cứng các bạn. Ở đây cho cái cứng ngắc à. Ở con khủng long mà cạp vô một cái là xong phim, gãy hết răng luôn. Còn đây là gì đây, một anh chàng hút vậy các bạn ơi, anh chàng người khổng lồ xanh của chúng mình nè các bạn. Hơi bụng 6 múi cơ bắp con cuồng các bạn ơi. Một mình anh ta có thể chấp luôn cả 1000 con quái vật nha. Stingerflin. Thấy một con sướng màu đỏ các bạn ơi, nó có một con mắt nha, bốn cái chân và hai cái tay của nó kìa các bạn. Wow, trông rất là ngầu luôn nha. Còn đây là gì đây, một con khủng long T-Rex bạn, khủng long bạo chúa màu cam nha. Ha
hàm răng cực kỳ sắc nhọn các bạn ơi, trông đáng sợ, chỉ kỳ hai cái tay nó khá là nhỏ các bạn, còn chân của nó bự lắm bởi vì nó chạy cực kỳ là nhanh luôn. Đây là một anh chàng Iron Man người sắc phiên bản màu đỏ màu đen các bạn ơi. Ấy màu đen có một chút màu vàng nữa các bạn, cực kỳ sang trọng luôn. Lớp giáp này rất là chắc chắn các bạn ơi, anh ta không sợ súng đạn luôn nha. Wow. Còn đây là gì đây? Một con cáo bạn ơi. Con cáo này màu trắng nha các bạn. A performance was demanded of me and now I have delivered. Encore. Wow, nó có hai cái má hồng kìa. Ở cái đầu đó thì nó quay được nè các bạn. Wow, đáng sợ chưa? Nó có một cái nơ màu nâu nâu nè, nâu nâu đen đen nè các bạn ơi. Quá dữ luôn. Còn đây là một con khủng Spinosaurus các bạn ơi. Con khủng long này trên lưng có một cái vảy khá là giống như một cái cánh bơm đang căng lên nè các bạn. Wow. Ô, trông rất là đẹp luôn nha. Con khủng long này di chuyển bằng hai chân là chủ yếu các bạn. Còn đây là một anh chàng Batman người dơi phiên bản camo. Thấy có một hình con dơi màu đen ở trước cực các bạn ơi. Đây là chiếc mặt nạ đó các bạn ơi, độ ngầu tăng gấp 10 rồi, khỏi 10 điểm. Đây là một anh chàng Superman các bạn ơi. Anh chàng này mặc đồ màu xanh nha. Wow, có một cái quần xịp màu đỏ đó nè. Anh ta có một sức mạnh phi thường luôn các bạn ơi, có thể bay ra ngoài vũ trụ luôn nha. Còn đây là gì đây? Một cô nàng banh Balena màu trắng các bạn ơi. Trông rất là ngầu luôn. Con này này mà có một cái nơm màu hồng trên đầu các bạn ơi, cực kỳ xinh xắn và đáng yêu luôn nha. Clip tới đây là hết rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye. Wow, chúng ta đây có gì đây các bạn ơi, một chàng Batman đi tung hai cánh nó bay các bạn, rất là ngầu luôn đó nha. Wow, nhìn cực kỳ là xịn các bạn ơi. Wow, đã chưa kìa. Hi, xin chào các bạn nha các bạn ơi. Đây ở đây chúng ta đang có rất là nhiều đồ chơi các bạn. Wow, một con khủng long T-Rex nè các bạn ơi. Một con khủng long bạo chúa màu xanh lá cây các bạn, trông cực kỳ là nguy hiểm luôn nha. Ở đây là một con khủng long ăn thịt các bạn, cực kỳ là nguy hiểm luôn. Wow. Đây gì đây? Ennard các bạn ơi. Wow, Ennard đang chiến đấu với lại một con gấu màu nâu các bạn. Wow. Nó dồn gấu vô cái tường các bạn, nó đấm. Ui, bị con kia đánh túi bụi lại các bạn. Ui, nó bị giật điện kìa. Rất là buồn cười luôn nha. Một chú hề nha các bạn, đang đội trên đầu là một cái nón màu nâu nha, có cái mũi đỏ 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 các bạn ơi. Trông rất là kinh dị luôn á chứ. Còn đây gì đây? Một con Blue Rabbit các bạn ơi. Một con thỏ màu xanh dương nha, nó có hai cái lỗ tai các bạn. Wow, con này giống người robot các bạn, trông rất là đáng sợ luôn nha. Còn đây thì đây một con khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Con khủng long này thuộc họ khủng long cổ dậy, cổ nó khá là dài luôn các bạn thấy chưa. Wow, khá là bự các bạn ơi. Con khủng long này nó ăn những cái tán lá cây ở trên cao các bạn. Wow, còn đây thì đây một con khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Con lông trên lưng của nó rất là nhiều gai các bạn, phần đuôi của nó giống như cái thanh đại chùy, nó sẽ quật cái đuôi này vào mặt những con khủng long khác các bạn, gây sát thương rất là lớn luôn. Đây là một trong những con khủng long ăn thực vật các bạn ơi. Còn đây thì đây một con khủng long Stegosaurus các bạn ơi. Con khủng long này xanh dương nha, trên lưng của nó rất là nhiều những cái vảy các bạn, vừa cứng mà còn vừa nhọn các bạn. Phần đuôi của nó còn có 4 cái gai đấy kìa. Wow, khá là xịn luôn ấy chứ. Đây là khủng long ăn thực vật các bạn ơi. Wow, chúng ta có gì đây? Một con khủng long Dominus Rex các bạn.
Con khủng long này trên lưng của nó rất là nhiều gai các bạn ơi. Wow, hàm răng của nó cực kỳ là sắc nhọn các bạn. Đây là một trong những con khủng long rất là nguy hiểm nha. Để khủng long ăn thịt các bạn ơi, nhìn hàm răng là biết rồi ha. Ghê chưa kìa, wow. Còn đây, chúng ta về đây một chú hươu cao cổ các bạn ơi. Cổ của chú hươu cao cổ này khá là dài, cái chân thì cao chót vót luôn ấy. Chú hươu cao cổ này ăn những cái tán lá cây xanh cao các bạn ơi, trên đầu chú còn có hai cái sừng các bạn. Wow, chú hươu cao cổ này rất là hiền luôn nha. Chưa hết đâu, chúng ta có đây một cái súng các bạn ơi. Wow, cái súng chùm rất là ngầu các bạn, vừa có màu đỏ, có màu xanh dương các bạn ơi. Ở chỗ này để được mấy viên đạn các bạn bắn là đã lắm. Bung băng băng băng. Wow. Còn đây gì đây, một con khủng long Brontosaurus các bạn ơi. Một con khủng long cổ dài một cam nha, cổ nó có thể dài lên tới 6 mét các bạn ơi. Nó ăn những cái tán lá cây trên cao các bạn ơi. Wow, con này có thể cao bằng một nhà tòa nhà 3 tới 4 tầng các bạn ơi. Wow, và nó dưới đây một chiếc băng đạn của anh chàng hút các bạn ơi. Anh chàng người khổng lồ xanh các bạn, bụng 6 múi cơ bắp cuộn cuộn các bạn, trông rất là ngầu luôn nha các bạn. Wow, chúng ta đã có gì đây các bạn, một anh chàng hút các bạn ơi. Wow, trông rất là ngầu, cơ bắp thì cuộn cuộn các bạn. Anh ta nhảy xuống kìa. Wow, lòng trời lở đất luôn. Ấy, những cái xe hơi đi văng lên trời luôn các bạn ơi. Quá là ngầu nha, đúng là sức mạnh của nhàn hút có khác nha. Wow, anh ta cực kỳ là mạnh luôn nha. Còn đây đây một chiếc xe police các bạn ơi, chiếc xe cảnh sát màu trắng các bạn, chạy rất là nhanh luôn nha. Xe số 152 các bạn ơi. Wow, phía sau này có một cái còi hú các bạn ơi, giúp cho xe có thể những cái người khác biết rồi né ra các bạn. Xe này chạy rất nhanh luôn, dùng để truy bắt những tội phạm nguy hiểm. Wow, đây gì đây, một anh chàng Spider-Man. Anh chàng người nhện phiên bản màu đỏ bạn ơi, có một hình con nhện màu đen ở trước người các bạn, trông rất là ngầu nha. Anh ta có thể bắn tơ bay nhảy khắp nơi để giải cứu những người đang gặp nguy hiểm các bạn ơi. Wow, Rainbow Fenrir, một con quái màu xanh lá cây các bạn, nó đang giơ tay xin chào chúng ta các bạn ạ. Ở trong nó thân thiện thôi chứ đừng có lại gần nó nha, nó hai con mắt màu đen lồi ra ngoài các bạn ơi. Wow, một con khủng long T-Rex. Đấy, con khủng long bạo chúa màu vàng các bạn, những cái con màu vàng này rất là hiếm nha, hàm răng của nó cực kỳ sắc nhọn luôn, hai cái tay trước nó khá là nhỏ, hai chân sau rất là bự các bạn, nó chạy cực kỳ là nhanh nha. Wow, còn đây gì đây, Circus Baby. Một cô nàng có mái tóc màu cam các bạn, cái mặt thì rất là kinh dị nha, mặt cái đầm màu đỏ anh ơi. Wow, Circus Baby này trong Sister Location đó các bạn ơi. Rainbow Friend, một con quái màu xanh lá cây các bạn. Đây, nó đang chạy nước miếng các bạn ơi. Trên đầu nó có một cái viên miệng màu vàng đó nha. Wow, một con Rainbow Friend các bạn, trông rất là mập mạp mũm mĩm luôn. Còn đây gì đây, Bánh Ballina. Cô nàng màu trắng các bạn ơi, trên đầu cô nàng này có một cái nơ màu hồng nha. Wow, hai cái lỗ tai nó nhọn nhọn các bạn ơi. Cô nàng trông cũng rất là xinh xắn và đáng yêu luôn các bạn. Một chiếc siêu xe các bạn ơi, xe này màu xanh dương các bạn. Xe này của anh chàng Batman các bạn ơi, logo của Batman này các bạn, trông rất là ngầu nha. Wow, chiếc xe này có hai chỗ ngồi các bạn, chạy rất là nhanh luôn nha. Xe của anh chàng Batman này khỏi phải chơi các bạn ơi. Rất là nhiều vũ khí mạnh rồi. Còn đây đây một chiếc đầu mặt nạ của một con khủng long T-Rex. Wow, một con khủng long Captain T-Rex các bạn, quá là ngầu luôn nha. Chúng ta thấy gì kìa chưa? Nó trên cái thân của nó kìa các bạn ơi, đó là một cái tấm khiên của anh chàng Captain America các bạn, quá là ngầu luôn các bạn ơi. Wow. Một con khủng long bạo chúa màu đỏ các bạn. Wow, giờ nó giữ cái hàm răng của nó rất là sắc nhọn các bạn ơi. Chúng ta có thể thò cái tay chúng ta vô các bạn. Wow, nói chuyện.
Còn đây gì đây? Một con thỏ Bunny Bunzo. Một con thỏ màu vàng các bạn ơi, trên đầu của nó có một cái sừng các bạn. Wow, con thỏ này có hai cái đôi tay khá là bự các bạn. Ơi, con thỏ rất là hung dữ luôn nha. Còn thêm gì đây? Một con Jumbo Charles. Con quái dơ mà xinh lá cây các bạn ơi, hàm ra con nó rất là sắc nhọn các bạn, nó hai con mắt các bạn. Wow, con này cỡ bắp thì cuồn cuộn luôn nha. Đây gì đây, một con khủng long Dilophosaurus các bạn ơi. Con khủng long này nó có hai cái mang rất là to các bạn. Ghê chưa? Wow. Cái mang này nó xòe ra rất là đẹp các bạn ơi. Hàm răng của nó cực kỳ sắc nhọn luôn. Con này khá là nhỏ nhắn xinh xắn các bạn ơi, nhưng mà nó dữ các bạn. Nó chạy cực kỳ nhanh luôn nha. Còn đây giờ đây một con khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Con khủng long này phiên bản Lego màu trắng vàng với màu xanh dương nha. Trên lưng của nó có một cái vảy rất là to như cái cánh bướm bạn. Wow, hàm răng của nó cực kỳ sắc nhọn luôn nha. Wow, khá là đáng sợ các bạn ơi. Còn đây giờ đây một con khủng long Bachycephalosaurus các bạn ơi. Còn có là một cam nha, trên lưng của nó có mấy cái đốm đốm màu đen các bạn. Wow, cái đầu nó bị dị dạng các bạn, nó bị cứng ngắc các bạn. Nó sử dụng cái phần đầu này hút vào những con khủng long khác gây sát thương rất lớn các bạn ơi. Còn đây gì đây, một cái chiếc siêu xe các bạn ơi. Xe này rất là nhiều màu sắc sắc sỡ luôn nha. Wow, xe theo cách thể thao các bạn ơi, rất là nhiều màu sắc luôn, chạy rất là nhanh luôn nha. Còn đây xem gì đây, một con voi mammoth rất là to các bạn ơi. Sống cái thời kỳ kỷ băng hà các bạn. Wow, con voi mammoth này khổng lồ luôn kìa, có cái đầu cứng 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 các bạn ơi. Còn rất là nhiều đồ chơi luôn, hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha, bye bye.